đầu tính thời gian làm bài. Dạ cô ơi, cô ơi, em vừa làm sai một chỗ nhưng không có mang gom theo. Ồ, không đem sao? Các em à, có ai dư gom hay không? Dạ thưa cô, em có. Những bạn còn lại không ai có dư gom sao? Dạ. Các em chú ý, chỉ còn 5 phút thôi. Mình phải nhanh lên mới được. Giết chị, giết chị của mình. Cô ơi, em có thể mượn giết chị của cô được không? Sao vậy Đôn Đôn? Em đi học mà chỉ mang theo một cây giết chì thôi hay sao? Dạ không phải, em mang theo 10 cây lận á, nhưng mà giờ chỉ còn có một cây thôi à. Thấy hay không thấy? Nữa hả? Đó thấy chưa? Mình đã nói là không muốn chơi rồi mà. Cho cha đu. Hãy quyết đấu thêm một lần nữa đi. Không phải chứ, mình mới giải quyết xong đống gom của bạn rồi, giờ bạn muốn lấy gì để đấu đây? Không còn gom thì giết chì của mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ lấy giết chì để quyết đấu. Trời ơi, nhưng mình lại không giỏi chơi với giết chì cho lắm. Hãy xem đây. Mạng muối nha. Không thể như vậy được. Đôn Đôn à, lúc làm bài kiểm tra bạn sẽ cần tới nó đó. Cảm ơn bạn nha cha đu. Cũng không có gì, làm bài xong thì trả lại cho mình thôi. Mình đi thôi. À, kem này ngon quá. Nhưng cha đu à, bạn lấy gom và giết chì của các bạn để đổi lấy đồ ăn vặt như vậy liệu có ổn hay không? Hình như là không ổn cho lắm á. Bạn cũng thấy vậy hả? Đáng lẽ ra mình phải đòi thêm 2 ly nước uống nữa thì mới đủ vốn. Ý của mình không phải như vậy đâu. Chúng ta đều là bạn bè với nhau mà làm vậy có chút. Không đâu, mình đã chiến thắng các bạn ấy một cách đường đường chính chính, nên mình muốn làm gì cũng được. Sai lầm của các bạn ấy chính là đã thách đấu với một trùm chơi game như mình. Trời đùa. Bạn ấy thật sự rất quá đáng. Các bạn thấy đúng không? Vấn đề là tại sao lúc nào chúng ta cũng là nạn nhân chứ. Vậy phải làm sao mới được? Cha đu là cao thủ đó, chơi game gì cũng giỏi hết. Đúng vậy, ai cũng biết cha đu là nữ hoàng game mà. Biết vậy nhưng mà thật là thảm hại. Ân Huy, bạn có ý gì đây? Các bạn thật là thảm hại. Có thật là các bạn muốn đánh bại cha đu hay không? Tất nhiên là muốn rồi. Bạn có gợi ý gì sao? Đương nhiên là có rồi. Mấy bạn cứ chọn trò nào mà chơi giỏi hơn Shadow là được. Ví dụ thử xem. Thì bóng đá, bóng né, bóng ném, bóng chày, hay là những môn thể thao phù hợp với nam hơn là nữ đó. Bóng đá, bóng né, bóng ném, bóng chày. Bạn thua rồi. Mau về nhà đi. Mẹ ơi. Mấy môn đó mà Shadow cũng giỏi hơn luôn sao? Nếu vậy thì mấy bạn hãy thử chơi trò qua dâm bụt coi. Qua dâm bụt bắt đầu bắt ngươi. Bắt được rồi nha. Không lẽ Shadow giỏi vậy sao?
Cha Đu thật sự rất giỏi. Mình nghĩ bạn ấy sinh ra là để làm nữ hoàng game á. Đủ rồi đó. Các bạn không được có những suy nghĩ tiêu cực như vậy biết chưa? Chứ gì những suy nghĩ nhục chí như vậy mà mấy bạn không bao giờ thắng được. Yên tâm đi, từ giờ đã có mình giúp mấy bạn rồi. Người bị Cha Đu đánh bại là chúng ta. Tại sao bạn ấy lại tức giận? Nè, nói mình nghe. Bình thường Cha Đu thích nhất là cái gì? Thích nhất hả? Tất nhiên là đồ ăn rồi. Vậy thì càng đơn giản. Cứ giao cho mình. Chơi trò thấy hay không thấy sao? Đúng vậy. Mình nghe mọi người nói là bạn rất giỏi chơi trò chơi. Vậy sao chúng ta không thử một lần xem sao? Ê, như vậy không có hay đâu. Bạn không sợ tình bạn thân thiết của chúng ta sẽ tan biến sau khi trò chơi này kết thúc hay sao hả? Sao vậy? Sợ không đấu lại mình đúng không? Người thua sẽ phải mua đồ ăn vặt cho người thắng trong vòng một tháng liên tục. Phần tưởng là một tháng đồ ăn vặt lận hả? Sao bạn không nói sớm một chút chứ? Minh chị à, bạn có biết trò chơi này phải chơi như thế nào không? Hả? Mình chưa nghe nói tới trò này bao giờ. Tất nhiên là bạn chưa bao giờ nghe, vì mình chính là người tạo ra trò này. Thử nói luật chơi coi. Nếu một trong hai chúng ta phát hiện đối phương đang ăn gì đó thì sẽ nói thấy rồi, và người kia sẽ phải bỏ món ăn đang ăn. Nhưng nếu như người kia nói mình không thấy trước, vậy thì không cần phải bỏ chỗ đồ ăn đó nữa. Ha, trò chơi này dễ ợt hà. Ủa nhưng mà nước có được tính là đồ ăn luôn hay không? Đương nhiên tính hết chứ. Ngoại trừ không khí, những thứ bỏ vào miệng được đều tính. Mình hiểu rồi. Tất cả những thứ cho được vào miệng đều tính là vi phạm. Ai giành được 3 điểm trước sẽ thắng. Đồng ý luôn. Anh ơi, cố lên. Sao bạn lại đồng ý chơi trò này vậy hả Cha Đu? Mình sẽ không sao đâu. Mình là trùm chơi trò chơi. Cơm ngon quá đây. Đúng là ngon thiệt chứ. Cha Đu à, bạn có sao không? Tất nhiên rồi. Mình không hề thấy đói một chút nào hết á Minji. Thôi, mình vô nhà vệ sinh một chút đây. Bạn ấy sẽ không thể ngờ được là mình ăn trưa ở trong này. Không sao hết, không sao hết. Nghe nói ngày xưa những người lính cũng phải ăn uống giống như vậy. Thấy rồi nha. Ở đâu vậy? Mình được một điểm. Đúng là ngu ngốc quá mà. Cho dù có nhịn ăn trưa một bữa thì cũng đâu có khiến mình chết được đâu. Sao mình không đề phòng hơn chứ? Kẹo bông kìa Minji ơi. Cha Đu à, lớn nữa đây, lớn thêm một chút nữa đây. Cha Đu à, bạn muốn ăn thiệt sao? Lỡ anh Huy nhìn thấy thì bạn phải bỏ nó nữa đó. Không sao đâu, mình sẽ ăn nó thiệt là nhanh. Bạn ấy không thể thấy được đâu. Thấy rồi nha. Vậy là mình được 2 điểm. Chỉ còn một lần nữa thôi. Còn giờ cái này là của mình. Không được, kẹo bông của mình. Thấy sao hả? Giờ bạn đã hiểu được cảm giác khi bị cướp đi món gì rồi đúng không? Bạn thật sự muốn chơi chứ gì? Nếu đã như vậy thì mình sẽ chơi tới cùng. Bạn cứ từ từ mà chờ đi. Cha Đu à, ơn Huy à, xuống ăn cơm đi con. Cái gì mà nữ hoàng game chứ? Bạn ấy chẳng là gì. Thấy rồi nha. Nó đâu vậy? Sao Cha Đu có thể vào trong nhà mình được chứ? Đã nói là thấy rồi mà. Bỏ người ta. Bạn ở đâu ra vậy? Anh Cha Đu đâu rồi em? Không biết nữa. Con bé nói là qua nhà bạn chơi. Ôi trời, hy vọng là con bé ăn ở đó cho mình đỡ tốn kém. Bác ơi bác, mấy món ăn bác nấu thiệt sự rất ngon luôn á. Cảm ơn con đã khen. Con là bạn của anh Huy hả? Như vậy chắc là an toàn rồi. Thấy rồi nha. Bây giờ tỷ số là 2-2. Ngon quá à. Kiểu này ngày mai mặt của mình sưng lên mất. Ngủ ngon nha. Trời Cha Đu, mình nhất định sẽ đánh bại bạn. Anh Huy à, mau đi học thôi. Chẳng qua là mình bị ảo giác thôi. Cái gì?
công nhận miệng của bạn sạch quá nha, nhìn thích thiệt đó. Thậm chí mình còn không dám đánh răng vì sợ bạn nhìn thấy. Ý bạn là sao? Không lẽ vậy nước có được tính là đồ ăn luôn không? Đương nhiên cũng tính, ngoại trừ không khí, những thứ bỏ vào miệng được đều tính. Mình hiểu rồi, tất cả những thứ cho được vào miệng đều tính là vi phạm. Nhưng cái này... Thấy rồi. Quá đặc biệt. Wow, ngon quá đi. Sao hôm nay bạn hào phóng vậy? Chuyện lạ đó. Mình muốn bù đắp gì đã thắng hết đồ dùng học tập của các bạn. Không sao mà. Thông qua chuyện lần này, mình đã rút ra được một bài học rất sâu sắc rồi. Chính vì vậy... Chà đu à, tụi mình hiểu hết mà, mau ăn thôi. Được rồi, mau ăn đi ha. Nhưng mà bạn có chắc là muốn ăn như vậy trong suốt một tháng không hả? Không, tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ mà. Ai cũng vui, chỉ một người không được vui. Đúng rồi. Trời cha đó. Giờ mình làm gì đây? Các bạn chờ mình một chút. Các bạn muốn đến nhà mình chơi không? Sao vậy hả? Bộ nhà bạn có gì vui lắm hả? À, hôm qua mình mới được ba mua cho một trò chơi mới đó. Trần Đô à, đã hứa chỉ một tiếng thôi đó nha. Được rồi, mình nhớ mà. Đô Đô nè, bạn có chắc chắn là bánh kép sẽ làm xong trong vòng một tiếng không? Ồ, tất nhiên rồi. Khi tới nhà, mình sẽ nói mẹ mình làm liền. Nè, không cần phải làm vậy đâu. Theo như mình thấy á, bây giờ bạn hãy gọi điện về nhà, không phải sẽ nhanh hơn hay sao? Người ba mà chúng mình muốn. Ba ơi. Người đàn ông lịch lãm đó chính là ba của Đôn Đôn sao? Không thể nào. Ba ơi. Đương nhiên là không phải rồi. Đôn Đôn của chúng ta đã về rồi sao? Dạ. Ba cũng về nhà rồi hả ba? À, ba để quên đồ ở nhà nên phải quay về lấy. Nhìn bạn ấy rất là tận tâm. Phải công nhận là Đôn Đôn và ba bạn ấy nhìn thật là tuyệt vì họ rất giống nhau. Hai con là bạn của Đôn Đôn đó hả? Dạ con chào ba. Được rồi, các con ở nhà chơi vui nha. Nè, đi mua bánh kẹo mời bạn của con ăn đi. Con cảm ơn ba. Tuyệt quá. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, thưa ông. Đôn Đôn à, ba của bạn đúng là tuyệt thiệt đó nha. Đúng vậy đó, hồi nãy ba của bạn đã rút tiền ra và nói nè mua bánh ăn đúng đi đó. Ba của bạn là tuyệt vời nhất đó. Có gì đâu, thôi chúng ta vào nhà đi. Chờ chút đã, dừng lại. Lâu lắm rồi có phải không? Đây, bánh kếp có rồi nè. Các con ăn nhanh lên, không thôi nguội đó. Con cảm ơn mẹ. Chúng ta về thôi Minji à. Sao sớm quá vậy? Nhưng Chadu vẫn chưa chơi game mà. Nhưng mà mình không có hứng thú chơi game ngày hôm nay nữa. Bạn làm sao vậy Chadu? Dù sao bạn cũng ăn bánh kếp đi đã chứ. Hết sạch rồi sao? Minji à, bạn có thể ở lại rồi về sao? Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Trời đùa. Ước gì ba của mình cũng có được công ty và xe hơi riêng. Như vậy thì ba sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Trời đùa à. Hả, là Danji hả? Bạn làm gì ở đây vậy? Mình ở đây để giúp ba của mình. Giúp ba của bạn hả? Như vậy đây là xe bán.
Ồ, đây là xe bán khoai lang nướng. Đang ghi thiệt là may mắn, bạn ấy có thể thưởng thức món khoai lang nướng mỗi ngày luôn. Hả? Ồ, thì ra cô bé gái xinh đẹp này là bạn gái của con đó sao? Hả? Dạ con chào chú. Được rồi, chú chào cháu. Chờ chút cô bé gái xinh đẹp, chú sẽ lấy cho con mấy củ khoai lang nướng thật ngon nha. Tuyệt vời. Dạ không phải đâu, bạn ấy không phải là bạn gái con, chỉ là bạn chung lớp thôi à. Hả? Không phải bạn gái của con sao? Nếu mà như vậy thì hình như là cho hơi nhiều rồi đó. Không được. Đến ghi hai đứa tụi mình thực sự chỉ là bạn học thôi sao? Nhưng mà ba ơi, ba không nên cho bạn ấy nhiều như vậy được. Thôi được rồi, con không nên keo kiệt với bạn bè như vậy con à, nhất là với bạn gái của con. Ba ơi, con đã nói là không phải rồi. Đừng có chối nữa. Ba của Đan ghi đúng là hào phóng thiệt. Đây là của ba. Trời đất ơi, sao nhiều khoai lang vậy hả? Ba của bạn con bán khoai lang nướng, và chú ấy đã cho con đó ba. Ôi trời ơi, thật là may mắn quá. Đúng lúc ba đang đói bụng, nhìn ngon thiệt. Đau quá. Cho con ăn khoai dạ nha. Cho con ăn nữa. Ba, ba không được ăn như vậy đâu. Trật tự đi, người lớn nhất thì đương nhiên là phải được ăn nhiều nhất. Ba phải ăn hết củ ở trên tay đã. Trên đâu à? Minji hả? Tại sao bạn lại bỏ về trước như vậy chứ? Con xin chào chú. Chào con Minji hả? Lừa được con rồi. Công nhận là ba của bạn hài hước thiệt á. Mình thấy mắc cỡ muốn chết luôn á. Hài hước chỗ nào không biết nữa. Chadu ba ơi, con tưởng ba còn đang ở phòng học chứ. Ba định uống cà phê. Vậy các con có muốn uống cà cao hay không? Dạ. Anh nè, Minji à, là phòng học gì vậy? Phòng học á hả? Là nơi để ba mình đọc sách và nghiên cứu á. Ba của Minji còn đọc sách và nghiên cứu nữa. Sao vậy chứ? Còn ngày nghỉ của ba mình thì... Tiếp theo chương trình là vở kịch cổ điển. Vở kịch cho các nghệ sĩ kịch cổ tiết biểu diễn. Vở kịch có tên là... Ơi ơi, thay vì lãng phí thời gian nằm ngủ như vậy, sao ông không chịu dạy đọc sách hay học thêm có phải tốt hơn hay không? Những việc đó khó lắm ai mà làm được. Viết một lá thư bí mật với táo và nước ép cam sao? Cha đưa à, đây là bài tập khoa học của ngày hôm nay đó, nghe thật là thú vị. Chuyện đó khó lắm ai mà làm được chứ. Cái gì? Mình vừa mới hành động y hệt như ba của mình luôn. Không được, không được, nó tuyệt đối không được. Nè, còn chờ gì nữa hả? Minji à, làm thôi. Được, mình biết rồi. Đây, mình đã chuẩn bị giấy và cọ vẽ rồi nè. Chadu à, bây giờ mình sẽ lo phần cắt quả táo ra. Còn bạn thì sẽ... Chadu à. Bạn đừng lo lắng quá, mình chỉ ăn có một trái thôi. Hình như là các con đang có một thí nghiệm rất thú vị phải không? Ba ơi, những thứ này là để viết lá thư bí mật đó ba. Nghe thật hấp dẫn. Còn ba của mình thì... Ba ơi, con có bài tập cần nhờ ba làm cùng với con nè. Nè cha đu à, hãy chui vào đây với ba, mau lên đi con. Dạ. Chuẩn bị. Gì vậy ba? Ba đã lừa con. Ba Minji khác hoàn toàn so với ba của mình. Để coi Minji của ba sẽ viết gì vào lá thư bí mật này.
Ôi ba ơi, ba là con mắc cỡ quá. Chuyện gì vậy chú? Để xem thử coi. Ô. Ôi trời ơi, con đã nói ba đừng đọc ba. Không chịu đâu, bắt đền ba đâu. Minh Chi à, ba cũng yêu con nhiều lắm. Ôi trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy chú? Trời đã tối rồi, con còn đi đâu vậy? Ở ngoài cũng lạnh nữa, đừng có đi. Nhưng mà mẹ ơi, con đã hứa với các bạn rồi mà, con phải đi. Thôi được rồi, con đi đi, nhớ đừng về trễ quá là được rồi. Ông giỡn mặt với tôi hả? Dạ, con sẽ về sớm. Shadow à? Dạ. Ba cũng muốn đi chơi chung với con, có được không vậy? Dạ, tuyệt đối là không được. Các bạn ơi, à? Mình tới rồi nè. Ê, bây giờ mới tới hả? Sao bạn tới trễ vậy? Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi có đúng không? Vậy thì tốt lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Nè mấy đứa nhóc kia. Là ba hả? Bà ơi, sao ba tới đây để làm gì vậy? Ba lo lắng vì con đi chơi trễ nên đã đi theo. Các con đang định làm gì vậy? À, tuyệt quá. Hả? Các con nghĩ mình đang làm gì đây? Ba ơi, thiệt sự ra là hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, cho nên các con ở đây chơi trò chơi truyền thống phải không? Bị phát hiện rồi. Tụi con hứa là sẽ chơi thiệt là cẩn thận, có được không hả ba? Tụi con hứa là sẽ chơi rất cẩn thận, rất cẩn thận luôn. Nghe tuyệt quá à, cho ba chơi với. Để làm thử coi có đúng vậy không hả? Ôi, nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Với lại trò này khá là nguy hiểm, mấy đứa tốt nhất là nên có người lớn chơi cùng. Dạ. Shadow, công nhận ba bạn tuyệt vời thiệt đó nha. Hả? Đúng đó, mình ganh tị với bạn lắm Shadow à. Ba mình lúc nào cũng nói có nhiều việc bận rộn. Ba mình thì luôn nói phải đọc sách và nghiên cứu. Ba mình luôn than là mệt mỏi và chẳng bao giờ cùng chơi với mình hết. Thật vậy hả? Tụi mình ước gì có ba giống như bạn á. Nè mấy đứa, ở đó làm gì nữa? Qua đây đi, chú đang chơi vui lắm đây nè. Con cũng muốn thở. Đúng là như vậy thiệt. Nè nè ba. Con gái à. Tôi thật sự đang đi tới nhà của bạn ấy cha. Bạn đã phá tan tình bạn của mình. Tin tức sốt dẻo đây. Lớp chúng ta sắp sửa sẽ có. Bạn ấy làm sao vậy chứ? Lớp của chúng ta sẽ có. Chơi sơn đôn. Hãy về chỗ của em đi. Nhanh lên. Dạ. Được rồi, các em hãy chú ý. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Vào lớp đi Echa. Em còn chờ gì nữa? Echa à? Em Echa. Em thật sự xin lỗi cô. Em có một chút lo lắng nên đã đi vệ sinh, nhưng sau đó em đã đi nhầm vào lớp khác. Bạn mới này vui thiệt. Tên của mình là Ban Echa. Các bạn đừng có cười mình vì mình đến từ nông thôn hay do cái tên của mình nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau. Tên của bạn ấy là Ban Echa hả? Echa, Echa. Đưa à, đừng có cười nữa mà. Được rồi Echa, để cô xem nào. À, bây giờ em hãy xuống ngồi cạnh bạn Son Hun nha. Bạn Son Hun nè, hãy cho mình xem chung sách nha. Đây là buổi học đầu tiên nên mình chưa chuẩn bị. À được, à, đương nhiên rồi, chúng ta cùng xem nha. Bài học hôm nay từ đây hả? Nhìn hai người đó giống hệt như là mẹ với con trai vậy. Cho cha đu. Ừ.
Nếu mình mà vào chơi chắc chắn sẽ thua. Cái đó không thể nào nói trước được đâu. Chân sót à? Ủa, bạn chính là lớp trưởng có đúng không? Ồ, thì sao? Trời ơi, mình nghe nói ở Seoul mọi người chọn lớp trưởng qua ngoại hình. Và mình thật sự đã không nghe sai. Hả? Họ đã nói như vậy thiệt sao? À mà có chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì với mình sao? Trời ơi, nhắc tới mình mới nhớ. Cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là cô giáo nói mình lấy một vài thứ ở phòng thí nghiệm khoa học. Nhưng mình không biết nó ở đâu hết. À, phòng thí nghiệm hả? Đi theo mình, mình sẽ chỉ cho bạn. Trời ơi, bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Chắc chắn bạn được bầu làm lớp trưởng là vì như vậy rồi. Bạn có thể chỉ cho mình hướng đi cũng được, làm phiền bạn quá. Trời ơi, có gì mà phiền. Đây là công việc mà lớp trưởng phải làm mà. Nè, cha đưa à, tính tình ê cha thân thiện thiệt đó, có đúng không? Đúng là như vậy, bạn ấy vui vẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Không giống như ai đó mà mình từng biết. Ê cha tuyệt vời quá, bạn ấy đã trở thành bạn với cả lớp chỉ trong ngày đầu bạn ấy chuyển tới thôi à. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Bạn ấy không thể làm bạn với tất cả được. Đây chính là sự sắp xếp. Ồ, ý của bạn là muốn nói gì hả? Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Bắt đầu với Sơn Hun, người ngồi cùng bàn. Với Yun Sắc, rồi Don Don và Dan Gi theo một thứ tự. Bạn vẫn không hiểu gì hết hả? Bạn nói gì nhờ, mình thật sự không hiểu được. Có lẽ là bạn vẫn còn quá ngây thơ để có thể biết về những thứ chiến lược và mánh khóe đó. Như vậy chính là bạn ấy đang muốn mở rộng lãnh thổ theo hướng chiều kim đồng hồ quanh chỗ bạn ấy ngồi. Quả nhiên, mình biết chắc chắn là bạn cũng sẽ chú ý đến mà. Thật sự là như vậy sao? Oh wow, cô gái ấy tuyệt quá. Trời ơi, có gì mà khó đâu. Những người như tụi mình nhìn qua là biết liền à. Nếu như vậy người tiếp theo sẽ là... Đúng vậy. Người tiếp theo sẽ là ai chứ? Người không hề nói chuyện trong lớp là bạn Đức Nghiêu. Đức Nghiêu không bao giờ nói chuyện trong lớp, ngoại trừ khi cô giáo đặt câu hỏi để cho bạn ấy trả lời mà thôi à. Hả? Đúng là giỏi thiệt. Cho nên ngày hôm qua mình mới như vậy. Nè Đơn Đơn, Đan Ghi, ra sân chơi với tụi mình không? Bữa nay mà không đi được rồi. Tại sao vậy? Là vì tụi mình sẽ đến nhà Echa chơi. Thì ra là vậy hả? Các bạn thân với nhau tối vậy sao? Echa nói sẽ làm cho tụi mình món mì. Sao bạn không đi chung luôn? Sao chứ? Làm món mì? Vậy thì chúng ta có nên... Chúng ta không thể tới được. Nếu không được mời mà chúng ta xuất hiện thì thật là quá thô lỗ đó. Nhà hơn nữa chúng ta không phải là người bất lịch sự như vậy. Đúng không cha đưa à? Đúng là vậy ha. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Kịp rồi. Mình có thể tới sao? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm vài món để cùng ăn ha. Cha đưa à. Vậy hẹn gặp bạn khi tan học nha. Hẹn gặp lại bạn nha. Gì vậy chứ? Chắc là ê cha mời bạn tới nhà bạn ấy có đúng không? Thiệt là kỳ lạ. Sao bạn ấy không rủ mình ta? Đó là bởi vì bạn đã đến lớp trễ đó cha đu à. Giờ học đã bắt đầu rồi mà. Là vậy thiệt sao? Sơn Hôn à. Gì vậy sao đu? Bạn có mang theo cuốn bữa tiệc hài hước không? Bạn nói hôm nay cho mình mượn mà. Đúng là như vậy. Nhưng mình xin lỗi nha, mình đã cho ê cha mượn rồi. Sao chứ? Đã cho ê cha mượn rồi hả? Đúng vậy á. Mình xin lỗi cha đu à. Hôm qua mình tới nhà ê cha để ăn mì à. Dạ. Không sao đâu mà. Để lần tới mình mượn cũng được, không sao đâu. Ê cha à, hôm nay tới nhà bạn chơi nữa được không? Đúng vậy, mình không thể ngừng suy nghĩ về món mì bạn nấu cho tụi mình ngày hôm qua. Nên hôm nay mình không nghe được cái gì cô giáo nói hết. Vậy mà mình cứ tưởng món mì đó rất là bình thường. Cái gì chứ, món mì nào cũng đều giống nhau thôi mà.
Thôi được rồi, mình sẽ làm mà. Mình nghĩ Aja đã quên mời bạn bởi vì có rất nhiều người. Mình có nên đến hỏi bạn ấy hay không? Thôi không cần đâu, vì dù sao mình cũng là người con gái rất tự trọng. Mình không sao hết, bạn cứ đi đi ha. Đúng rồi đó Minji à, nói bạn ấy rủ mình đi đi. Mình xin lỗi Trà Đúc. Ôi thiệt là bạn ấy quá nhẫn tâm. Tạm biệt nha. Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Trà Đúc, bạn không được Echa mời có đúng không? Hả? Đúng rồi, bạn ấy không có mời mình đó. Còn bạn thì sao chứ? Không thể nào tin được. Tại sao bạn ấy lại không chịu mời mình chứ? Thiệt là mắc cười. Tức quá. Nhưng mà bạn không thắc mắc sao Cha Đu? Hả? Sao Echa không mời chỉ duy nhất có hai đứa mình thôi? Để mình nghĩ thử coi. Được, chúng ta hãy đi theo và tìm hiểu xem. Hả? Thôi thôi, không cần đâu. Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình sẽ đi một mình. Nghe nói bạn ấy làm mì rất là ngon. Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Vì sự hấp dẫn của món mì, bạn ấy có thể làm mọi thứ. Ở đằng kia kìa, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Hả? Sao họ có thể ăn như vậy được? Nếu các bạn muốn biết thì xin mời vào trong. Cha Đu à, bạn đến rồi sao? Anh ơi cũng đến hả? Thật vui quá. Mình biết là các bạn sẽ đến nên nói nhiều hơn một chút. Hả? Bạn biết tụi mình tới sao? Đúng vậy, mình thấy hai bạn rất muốn tới cho nên mình không cần phải mời. Hai bạn đừng có giận mình nha. Nhà mình nấu nhiều mì lắm. Hai bạn cứ ăn thật thoải mái, không cần phải ngại đâu. Nhìn nó cũng giống như món mì bình thường thôi mà. Mình đến đây không phải vì muốn ăn mì đâu nha. Cái gì? Sao mà thơm vậy? Ngửi mùi mì, mình không thể dừng tay lại được. Mùi vị này. Bà ơi bà. Mùi vị này giống mì bà đã từng làm cho mình ăn. Bà ơi bà. Trời Cha Đu, bạn chờ gì nữa? Sao không dùng thử đây? Được rồi, mình ăn liền. Nhưng mà bà của mình thật sự không thể nào nấu được món mì này đâu. Cái mùi vị này. Mỗi một sợi mì giống như là đang sống dậy và bồng bềnh như làn sóng đó. Và nước súp của món mì không quá cay cũng không quá mặn. Nó thật sự quá hoàn hảo luôn. Mình chưa từng được ăn món mì nào giống như vậy trước đây. Ê cha, mình có thể ở lại ăn tối có được không hả? Cha Đu à, thôi đi mà. Thôi được rồi, lần khác mình sẽ nấu mì cho bạn, chịu không? Bạn đã hứa rồi đó. Tạm biệt các bạn. Không biết mình có nên làm món nước sốt mì thật đặc biệt không vậy ta? Sorrow, 원하네 언제.
cha da la 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 oh 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 밤 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레 줄 거야